nhiều năm gần đây, hầu như trong những tuần lễ thời trang của các nhà thiết kế nổi tiếng, trang phục ngày càng theo chiều hướng quái dị, âm ám, đảo lộn giới tính. Nhiều nhà thiết kế tạo cho người xem cảm giác khó hiểu và kỳ quặc, nhưng lại được đánh giá cao về sự sáng tạo. Kỳ thực, đối với những người có quan niệm thẩm mỹ bình thường thì những bộ trang phục này quá đáng sợ. Trong các văn hóa tín ngưỡng xưa nay đều cảnh báo rằng trang phục không phù hợp với giới tính, có hình thù kỳ quái, hở hang, vân vân đều mang theo một trường tà khí rất không tốt, dễ chiêu mời yêu ma vận xấu. Thời trang ngày càng biến dị, nhân loại đang bị ma quỷ dẫn dụ thế nào? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Nhiều người cho rằng những thiết kế kỳ quặc chỉ để trình diễn trên sân khấu, nhưng sự thật thì những thương hiệu nổi tiếng này vẫn luôn âm thầm làm thay đổi nhận thức của xã hội. Một trong những phương thức tuyên truyền điển hình là sử dụng hình ảnh của những người nổi tiếng và phim ảnh để quảng bá. Những hình tượng như vậy ban đầu còn khiến nhiều người phản cảm, nhưng sau khi nó xuất hiện nhiều lần, được nhiều người có tầm ảnh hưởng trưng diện lăng xê, cùng theo đó là phương tiện truyền thông không ngừng cổ suý cho các trào lưu giải phóng bản thân, giải phóng ma tính. Người ta từ không quen dần làm quen với nó, thậm chí đã bắt đầu đồng tình và nghĩ rằng như thế mới là tiến bộ. Nhiều người đã không nhận ra rằng thời trang quái dị đang dần hủy hoại đạo đức của nhân loại, thậm chí là tấn công vào trẻ em, mầm non tương lai của xã hội. Trang phục quái dị đang tấn công trẻ em. Năm 2021, Giang Nam Bố Y, một thương hiệu phục trang trẻ em khá nổi tiếng ở Trung Quốc, từng cho ra mắt bộ sưu tập gây tranh cãi. Một số phụ huynh sau khi mua về mới bàng hoàng phát hiện trên những thiết kế là hình ảnh và thông điệp hắc ám được ghi bằng tiếng Anh với nội dung liên quan đến quỷ sa tăng, địa ngục, thậm chí là tình dục. Một tài khoản đã đăng lên mạng xã hội thể hiện sự kinh ngạc cũng như bức xúc sau khi phát hiện ra thứ con họ đang mặc có họa tiết gây ám ảnh. Bài viết đại khái như: chiếc áo này được ông của đứa trẻ mua, vì người già không biết tiếng Anh nên đã vô tình mang chiếc áo tai hại về cho cháu. Mãi đến khi người này nhìn thấy dòng chữ Welcome to Hell, chào mừng tới địa ngục, mới phát hiện ra điểm bất thường. Chiếc áo có hình ảnh của địa ngục, một con quỷ đang kéo chân một người và chuẩn bị dùng búa đập. Kẻ ma quỷ nói: tao chỉ cần một bộ phận, chính là cái chân này. Sau khi bài viết được công bố đã nhận được không ít phản hồi bức xúc đối với nhãn hàng thời trang này. Người ta còn phát hiện những bức ảnh chụp sản phẩm của các mẫu nhí, từ màu sắc, bối cảnh và phong cách trình diễn khiến người xem cảm giác rợn người, chứ không phải sự ngây thơ trong sáng của trẻ em. Cuối cùng, trước áp lực của dư luận, Giang Nam Bố Y phải loại bỏ tất cả các sản phẩm liên quan ra khỏi kệ hàng, sau đó công khai xin lỗi và thu hồi lại toàn bộ sản phẩm đã bán. Chúng ta đều biết trẻ em có khả năng quan sát rất tỉ mỉ và ghi nhớ rất tốt những họa tiết không phù hợp trên quần áo. Nếu bị người lớn phớt lờ, có thể sẽ trở thành đối tượng để trẻ nghiên cứu kỹ lưỡng. Hơn nữa, trẻ cũng rất dễ học theo cách ăn bận của cha mẹ và những gì được nhìn thấy qua truyền hình. Thử nghĩ nếu trẻ tiếp xúc với những trang phục biến chất, in những hình ảnh khủng bố đầy bạo lực, máu me, biến thái, thì sẽ biến tâm linh thuần khiết của chúng thành những gì. Vì vậy, cách cha mẹ làm gương và dạy trẻ điều gì nên và không nên là vô cùng quan trọng. Kỳ thực, trong mắt của người hiện đại, những họa tiết trên y phục chỉ là hoa văn, thể hiện phong cách của người thiết kế và người mua chúng. Nhưng không phải như vậy, hình ảnh cũng là một loại sinh mệnh tồn tại ở không gian khác, chúng cũng có thể hại người. Trong các văn hóa tín ngưỡng và lưu truyền trong sách cổ xưa nay đều đã cảnh báo rất rõ về điều này. Tranh vẽ yêu ma có thể hại người. Theo sách Bát Vật Chí ghi chép, vào thời Hiếu Văn Đế có người tên Nguyên Triệu, biết sử dụng 9 loại thần thông để trừ diệt yêu quái. Lúc ấy có nàng thiếu nữ 14 tuổi, con của một người lính bị tà ma làm hại. Mắc bệnh kỳ quái không thể chữa được, bèn đưa đến chỗ Nguyên Triệu.
Nguyên Triệu xem qua liền biết rằng yêu ma làm hại thiếu nữ này vốn không phải là hồ ly hay các loại quỷ quái thành tinh nào cả, mà chính là do bức tranh vẽ trên tường ở một ngôi chùa gây ra. Người cha nghe vậy mới kể rằng trước đây ông thường dẫn con gái đến bái lạy bức tranh ấy để cầu phúc, nhưng thiếu nữ thường tỏ ra rất sợ hình vẽ trong tranh. Một đêm nọ nàng mộng thấy ác quỷ đến bắt, từ đó lâm trọng bệnh. Nguyên Triệu dùng pháp thuật điều thần tướng đi bắt yêu nghiệt trong tranh đến, sau đó dùng nước sôi dội lên khiến yêu ma hóa thành tro bụi. Bệnh của thiếu nữ lập tức khỏi. Khi người cha đến chùa xem lại thì bức họa trên tường đã bị xóa mất, giống như có ai dùng nước để rửa đi vậy. Ngay cả các nhà sư trong chùa cũng kinh ngạc không ngớt. Thời trang quái dị dễ chiêu mời vận xấu. Một người tu hành có công năng đặc dị đã nhìn thấy một vài cảnh tượng đáng sợ sau những thiết kế và hình ảnh ma quái này. Cô cho biết đằng sau những tranh ảnh có mặt ở khắp nơi trong cuộc sống đều có các chủng loại sinh mệnh tồn tại. Trong bài báo Thiên Mục Sở Kiến, người này đã viết những gì mình nhìn thấy để cảnh báo thế nhân, đặc biệt là những người tu hành, không nên bị hấp dẫn bởi những trang phục kỳ dị và không chạy theo cái gọi là trào lưu hiện đại mà mặc những trang phục có in tranh ảnh bất hảo. Những người thích mặc những trang phục xấu ác như vậy thường mang theo một trường tà khí rất không tốt, có thể ảnh hưởng xấu đến vận số của họ, mang lại xui xẻo, bệnh tật, thậm chí là nguy hiểm đến sinh mệnh. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa tại Trung Quốc, có một người đã mua hai bức tranh trên phố. Một bức là hình ảnh một con hổ và bức còn lại là chân dung nhân vật Lý Ngọc Hòa trong Đèn Lồng Đỏ, một vở kịch mẫu của cách mạng văn hóa. Trong tranh, Lý Ngọc Hòa bị còng tay, sắp bị xử tử. Sau khi trở về nhà, người đàn ông tìm một chỗ trên tường và treo cả hai bức tranh lên. Điều kỳ lạ là không lâu sau, ông cụ thân sinh đang khỏe mạnh ở nhà đổ bệnh, đi bệnh viện cũng không tìm được căn nguyên. Có bệnh thì vái tứ phương, người này bèn tìm đến một người xem toán quái. Người xem toán quái hỏi, nhà ông cúng gì? Người này đáp, nhà tôi chẳng cúng gì cả. Thầy toán quái lại hỏi, không đúng, tường nhà ông có treo một thứ rất lớn, còn có tai họa sắc máu trên đó. Những thứ đó đã áp lên người ông cụ, chỉ cần hạ nó xuống là ổn. Người này về nhà xem, liền hiểu ra là do hai bức tranh con hổ và Lý Ngọc Hòa đang đảo loạn, liền tháo hai bức họa đó xuống. Quả nhiên bệnh của ông cụ nhanh chóng khỏi. Nhìn lại trong tất cả trang phục truyền thống của phương Đông lẫn phương Tây đều không có loại nào giống như ngày nay. Nhất là trong các tranh cổ vẽ Phật đạo thần của Trung Quốc, thường là y bào rộng rãi phủ xuống, bao dung vạn vật chúng sinh, có sự hoa lệ, có sự đơn giản, thần đại tung bay, dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ. Những đồ vật sử dụng đều có họa tiết đẹp, những bông hoa rực rỡ sắc màu, tranh vẽ các cảnh tượng trên trời thần thú, hay những hình ảnh truyền cảm hứng khác sẽ toát lên một trường chính khí, làm người xem cũng cảm thấy dễ chịu. Trái lại, những hình ảnh ma quỷ, quái vật, bộ xương hay bạo lực sẽ xuất ra năng lượng tiêu cực, khiến mọi người xung quanh cảm giác rất khó chịu. Hình ảnh đẹp sẽ đưa đến suy nghĩ tích cực và những điều may mắn. Ngược lại, như hình ảnh đáng sợ thường mang lại những điều xui xẻo. Điều này giải thích vì sao trên thế giới có những bức tranh nổi tiếng bị gọi là bức tranh ma hoặc bức tranh bị nguyền rủa, khiến người sở hữu chúng gặp phải tai ương. Ngay cả người tò mò muốn nhìn một chút cũng cảm thấy khó chịu, nhức đầu. Đó là vì đằng sau chúng thực sự tồn tại những năng lượng rất xấu. Một điều khác mà mắt thường chúng ta có thể quan sát được chính là những người có sở thích với những hình thù quái dị, âm ám đều có tư tưởng và hành vi rất biến dị và bài xích truyền thống. Nếu chúng ta nói họ đang làm điều xấu, họ sẽ không tin, bởi lúc này toàn thân họ đã bị bao phủ bởi một trường tà khí. Có những con linh thể tương ứng trong trường không gian khác đang khống chế tư duy của họ, khiến họ trở nên yêu thích những thứ âm ám để phù hợp với tư duy ma quỷ của chúng. Về phụ nữ, nếu ăn mặc hở hang, rất dễ chiêu mời quỷ dâm dục, khiến người khác giới phát sinh tà niệm, làm tổn hại phúc đức của bản thân. Thế nhưng con người ngày nay không mấy ai biết đến điều đó. Họ dễ dàng trôi theo những trào lưu văn hóa xấu xí, không nhận thức được đâu là thẩm mỹ thật sự. Ăn
mặc theo minh tinh màn ảnh được cho là mốt, không cần suy xét xem nó có thực sự đúng đắn hay không. Nhưng với một người có tu dưỡng thì sẽ luôn biết lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân, trang nhã nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tú, khiến những người xung quanh cảm thấy yêu mến. Những người như vậy luôn tỏa ra một luồng chính khí, xua đuổi tà ma, thu hút vận may đến với họ.